cái khớp gối này cũng không phải là đau liên tục, nhưng mà nói chung là mỗi một năm rồi 5-7 trận đến 10 trận, mỗi trận kéo ở hơn tuần. Khi đó thì leo cầu thang rất khó khăn. Nhưng tôi chưa bị xương khớp gối. Không bao giờ xương khớp gối. Nhưng bây giờ ngồi xuống đứng dậy được không? Dạ được. Cũng được, nhưng mà nó gọi là nó tốt lắm. Nói chung là mà ví dụ leo cầu thang là không. Chút xíu là làm xong rồi thử lại đúng không? Nhưng mà cái điều mà tôi vẫn mong muốn anh á là anh phải đi học cái lớp để về để giúp cho mình. Ok. Rồi muốn là giúp cho cả nhà. Đó, sức bền. Rồi xin cảm ơn anh. Mạnh lên bác, nghe buồn quá vậy. Vâng ạ, thưa thầy giáo. Tôi là năm nay 73 tuổi rồi. Nhưng mà tôi là tiền thân nó đau một mối và nó đứt liệt ngày quá trình ở thời gian vô lực mang mắc nặng. Nó rất chính cái đau. Thì còn năm 99 là tôi bị tai biến, tai biến nặng là tôi tê liệt cả bốn chi, không đi được. Vợ con phải dìu dắt mãi mới tập đi được, mà thậm chí cũng được, mất hết cả trí nhớ, không nhớ gì cả. Được bác sĩ bệnh viện coi như tập chức năng cho mãi mới gọi là phục hồi trí nhớ. Bây giờ là đi nó đau lắm, ngồi một lúc là nằm với là tê cả hai chân, đau lắm, không chịu được. Rồi, thôi cảm ơn bác. Rồi, bác đây hai chuyện. Em là ngoài hay hiện tại như thế. Trước đấy nó có cái hiện tượng đau không án rồi. Rồi. Không rồi, nó cứ tự nhiên sâu xuống mà đi không phải để tay vào đấy để đỡ nó lên. Thì đi được, còn nếu không nó rời ra không thể bước được. Ok. Nó phải đi một chỗ. Thế xong rồi tự nhiên cũng chẳng làm gì cả. Rồi bệnh nhân rồi nó cũng mang ôn, nó cũng đau, nó cũng lười, cũng khám xét không làm gì cả. Thế xong rồi lâu lâu thỉnh thoảng người ta bảo là như làm trò ấy, tức là đang bình thường cái sống tự nhiên không bức quá mà không làm quá thì cái đang bình thường mặt bằng này cái sống tự nhiên nó sụp cái nó sụp bắt đầu đấy cứ như rời ra rồi nó đau. Thế và đến kết thúc là mùng 8 Tết năm ngoái thì là em đi xe máy em bị ngã, bị kiểu phanh gấp ngã ra đập cái đầu gối như xuống. Thế là nó mượn cớ hay là nó đến lúc nó đau rồi thì bắt đầu là cứ thế là thôi là nó cứ đau rồi. Đau thôi được rồi, về được rồi, ok. Chút xíu sẽ biết ha. Thưa thầy giáo, tôi bị cái bệnh thoái hóa khớp. Nè tôi ạ. Bây giờ tôi sổ một hồi rồi. Tôi bị đau từ 5-7 năm nay. Rồi xương nó phải hút được dịch vào, nó kêu động trong khớp. Đi cổ thang rất đau. Và ngồi sổ thằng 7-8 năm nay ngồi sổ. Bây giờ ngồi thử coi. Thử ngồi được tới đâu thôi nha, đừng có ráng nha. Hai chân này, cái chân này đau hơn chân này. Rồi, chân này thì... rồi, ok. Rồi, tới đó thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn anh. Kính thưa thầy, chào bác. Cách đây 2 năm thì tôi đi từ cái tầng cầu thang tầng 4 xuống tầng cuối cùng. Thế thì tự nhiên nó bị đau, sau này khi đi lệch bên phía bên đầu gối phải. Cái đi về phía bên trong này. Thế thì tôi đi khám bệnh thì thầy đã bác sĩ có bảo là bị thoái hóa. Thế thì có uống thuốc kháng sinh sau 1 tháng thì đỡ, nhưng mà dần dần thì nó lại đau tiếp. Thế thì hôm nay tôi được tin đến đây để nghe sau tự mình chữa luôn rồi rồi đi học luôn. Rồi cảm ơn bác. Dây hấp thì tôi thấy là trong cái người có thoải mái, tức là trước hết là cái đầu gối bên phải bị đau nhiều, hôm qua tối qua là đau nhiều, rồi đứng ngồi. Rồi bây giờ bác đứng ngồi thử coi cho cháu mới vui coi. Rồi mọi người nhìn đây nha. Cho nào pháo tay.
Chuyên là đơn làm được rất là tuyệt vời. Xin hỏi về là thức cập nhật thường xuyên hay là sẽ nói sao? Cảm ơn thầy ạ, bởi vì là bắt nãy em đi đến đây em còn chân cả nhắc cả nhắc, bây giờ em thấy ổn. Rồi, cảm ơn. Xin cảm ơn, tức là qua cái này mình cũng thấy là nó sẽ tốt lên và dần dần, tức là bữa đầu này thì chưa thể gọi là khá được, nhưng nó nặng, nó mãn tính rồi, nhưng mà cũng thấy là trong người dễ chịu hơn, nghe gọi là nó cũng khá hơn, tức là nó nhẹ hơn. Trước nữa đi thì không biết nào, nhưng mà ngược lại thì bây giờ đi thử coi. Thôi xin mời, mời bác đi, đứng dậy đi, đứng ngon lành thấy không? Rồi đi ngon lành đó. Vâng, nó sẽ có tác động lên trên con, tức là cái đầu rồi cái phần tức là mình chuyển động, tức là nó vẫn chưa gọi là dạ, lâu dài chưa được cả. Ok, tiên là em xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh các chị hỗ trợ ạ. Tức là khi đến đây thì chân em rất là cứng, và đến đây sau khi được bác đây hỗ trợ thì bây giờ em thấy là nó dẻo dai hơn và người cảm thấy là nó thoải mái hơn. Dạ, rất cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy thì phương pháp này rất là hiệu nghiệm. Tôi nghĩ là ai mà phát biểu thì cũng đều rất là sướng, nhưng chỉ là nói. Thế bây giờ thì xin thầy nói lại một lần để cho, bởi vì có những tầng khác là các người hỗ trợ làm, còn mà những người như chúng tôi thì là được thụ hưởng, nhưng mà chưa nắm được hết, thì xin thầy nói một câu lần coi như thế là hướng dẫn từ đầu đến cuối bằng được, để cho anh em sẽ nắm được nội dung, về khả năng sẽ về sẽ thực hành với mình và cho những người khác ở trong gia đình. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.